Ai Cập, cháy nhà máy dệt may, gần 20 người thương vong. Theo thông báo của Văn phòng Thống đốc địa phương, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy nhà máy này. Trận hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy cao 4 tầng tại El Obao ở phía bắc thủ đô Cairo của Ai Cập. Theo hãng tin AP, ít nhất 15 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để kiểm soát đám cháy, trong khi các xe cứu thương chở những người thương vong đến các bệnh viện ở gần địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Thông báo cho biết thêm rằng, một nhóm chuyên gia hiện đang xem xét thiệt hại và cố gắng đánh giá triệt để tác động của đám cháy có thể gây ra đối với các tòa nhà lân cận trong khu vực. Người dân Ai Cập vẫn đang chờ đợi thông tin cụ thể hơn về vụ cháy. Theo báo cáo, đám cháy bắt đầu diễn ra ở nhà máy tại thành phố El Obao vào khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 3 và đã được kiểm soát sau đó. Vụ hỏa hoạn ở nhà máy tại El Obao xảy ra chỉ vài ngày sau khi một xe đầu kéo đâm vào xe buýt nhỏ, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương ở phía nam thủ đô Cairo. Văn phòng công tố của Ai Cập cho biết, trong một tuyên bố, vụ tai nạn xảy ra vào cuối ngày 5 tháng 3 trên một đường cao tốc gần thị trấn Adfi, cách khoảng 100 km về phía nam Cairo. Con đường ở phía đông sông Nin nối Cairo với các tỉnh phía nam của Ai Cập và được cho là có tốc độ lưu thông nhanh. Giới chức cảnh sát nước này cho biết, lốp xe tải đã bị nổ khiến xe lật và va chạm với xe buýt nhỏ. Các nạn nhân được đưa đến những bệnh viện gần đó, tài xế xe tải đã bị tạm giữ. Theo báo cáo, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Ai Cập mỗi năm. Trước đó, ngày 27 tháng 2, một trận hỏa hoạn tại bệnh viện điều trị COVID-19 ở Ai Cập đã khiến 7 người chết. Đám cháy xảy ra lúc 9 giờ sáng giờ địa phương tại bệnh viện Miss Oman ở El Obao, cách trung tâm Cairo 30 km về hướng đông bắc. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện. Bệnh viện đã được sơ tán và đóng cửa. Các bệnh nhân tạm thời được chuyển đến một bệnh viện công ở Cairo. Hôm tháng 7, vụ cháy lớn xảy ra với đường ống dẫn dầu ở Ai Cập, khiến khói lửa bốc cao ngùn ngụt và hàng chục chiếc xe hơi bị thiêu rụi. Hàng chục nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực dập đám cháy lớn này. Video vụ cháy đường ống dẫn dầu vỡ lưu hành trên mạng xã hội cho thấy các cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trên tuyến cao tốc nối thủ đô Cairo đến thành phố Ismailia trên kênh đào Suez. Bộ Y tế Ai Cập cho biết có 17 người bị bỏng và hít phải khói đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tất cả các bệnh viện gần khu vực xảy ra hỏa hoạn đang chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiều người bị thương khác. Thông tin về vụ cháy đường ống dẫn dầu, Bộ Dầu khí Ai Cập cho hay một dòng dầu thô bị rò rỉ từ đường ống vỡ Suque, Motorop bị vỡ tràn ra đường lớn. Trên đường, lưu lượng tham gia giao thông lớn đã dẫn tới đám cháy bùng lên. Giới chức hiện đang nỗ lực tìm cách đóng các van chính và dập tắt đám cháy. Bộ Dầu khí Ai Cập cũng như công tố viên của nước này sẽ điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ vỡ đường ống dẫn dầu. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình tư nhân Sara Al-Balat của Ai Cập, chủ tịch của công ty đường ống dẫn dầu, ông Imad Abdel Qader cho biết, thông tin ban đầu cho thấy một nhân tố bên ngoài có thể là nguyên nhân khiến đường ống dẫn dầu bị vỡ. Ai Cập không phải là nước xuất khẩu dầu lớn trên thế giới, nhưng các sản phẩm dầu thô và dầu mỏ trải qua kênh Suez hàng ngày. Jordan và nước láng giềng Israel dựa vào các đường ống dẫn dầu của Ai Cập để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Do gì ở các đường ống dẫn dầu mỏ rất phổ biến ở Ai Cập do cơ sở hạ tầng có xu hướng dễ xảy ra sự cố. Theo ABC News, với 1/3 dân số sống trong tình trạng đói nghèo, người dân đôi khi đâm thủng đường ống để lấy nhiên liệu bán ra chợ đen. Một sự cố đường ống dẫn dầu như vậy từng xảy ra mùa thu năm ngoái ở Ai Cập. Những kẻ trộm đã tìm cách lấy xăng ở tỉnh Beheka thuộc vùng đồng bằng sông Nin và nhiên liệu bị rò rỉ đã bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng.